Trong nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 5 đề án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Các vùng chuyên canh của Mường Khương đã được hình thành một cách rõ nét. Tiêu biểu như tại xã Bản Lầu vẫn được coi là vựa chuối, vựa dừa lớn nhất của tỉnh, với trên 800 hectare dứa và trên 500 hectare chuối đang cho thu hoạch. Nhờ cây chuối, cây dứa, nhiều nông dân ở Bản Lầu đã vươn lên xóa được đói, giảm được nghèo, trở thành hộ khá, hộ giàu. Từ kết quả đó, nhiệm kỳ này sẽ có những định hướng mới để phát triển vùng chuyên canh đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay chúng tôi đang áp cùng với một số các đơn vị, các công ty đang thí điểm những loại phân bón hữu cơ có thể bón cho cây dứa. Và từ phân bón hữu cơ này nó làm giàu cho đất canh tác dứa và để nâng cao được năng suất. Không chỉ là 25.000 kg trên 1 ha nữa mà hướng của chúng tôi là sẽ là 30 hoặc 35. Cùng với cây chuối, cây dứa, đến nay Mường Khương đã tạo được vùng nguyên liệu lớn đối với các loại cây như là chè, quýt, gạo sánh củ, ớt. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện trồng mới gần 1.200 hectare chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện đến năm 2020 đạt trên 3.400 hectare. Hay như cây quýt, tổng diện tích quýt của toàn huyện là hơn 650 hectare, trong đó có gần 300 hectare cho thu hoạch. Với giá bán bình quân là 12.000 đến 18.000 đồng trên kg. Trong 10 tháng của năm 2020, bà con nông dân cũng đã thu được gần 6,2 tỷ đồng. Chúng tôi xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, đó là một là tập trung phát triển những vùng sản xuất hàng hóa, tức là mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung vào nâng cao năng suất cũng như là chất lượng các sản phẩm. Cùng với mở rộng sản xuất, duy trì và nâng cao chất lượng hàng hóa, hiện tại địa phương chú trọng vào việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, liên kết tiêu thụ. Hiện tại cũng đã thu hút được một số những doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, như hiện tại đang có nhà máy chế biến rau quả xuất nhập khẩu Á Châu hiện tại đã đang xây dựng và dự kiến trong tháng 1 năm 2021 thì sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm và dự kiến sau Tết Nguyên đán thì sẽ đưa vào vận hành chính thức. Hiện tại thì cũng có hợp tác xã chế biến chè xanh của Mường Khương đang xây dựng nhà máy chế biến chè tại xã Lùng Vai thì dự kiến là trong quý 1 2021 này thì nhà máy cũng sẽ đi vào hoạt động. Một bức tranh tươi sáng về nông nghiệp Mường Khương đang dần được định hình. Dự tính đến năm 2025, vùng lúa chất lượng cao sẽ được mở rộng thâm canh tại bản Sen, Lùng Vai, Bản Lầu. 130 hectare rau trái vụ sẽ được trồng ở các xã vùng cao như Cao Sơn, La Pan Tẩn, Nấm Lư, Pha Long. Địa phương này cũng sẽ phát triển vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đến năm 2025, diện tích đạt khoảng 5.400 hectare. Những chuyển biến đó sẽ góp phần giúp huyện nghèo 30A đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức, phát huy tính tự lực tự cường của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới trung bình từ 6% trên năm. Đến năm 2025, cả nước sẽ chỉ còn trên 1.800 hộ nghèo.